trên địa bàn thị xã mỹ hào vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam công nhân của xí nghiệp xây dựng và bảo trì đường bộ tử vong khi đang cắt tỉa cây theo đó, khoảng 15 giờ ngày 18 tháng 9 tại km 23 cộng 700 đoạn qua địa phận phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, xe tải mang biển kiểm soát 34C 13927 do anh Nguyễn Đức A, sinh năm 1968, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương điều khiển theo hướng Hải Dương, Hà Nội đã đâm vào một công nhân. Hậu quả khiến công nhân này tử vong. Sau khi xảy ra vụ việc, người gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra thị xã mỹ hào phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khẩn trương xác minh và bắt giữ người gây tai nạn phục vụ cho công tác điều tra và làm rõ vụ việc